Ok các bạn, mình quay trở lại trong video mới. Và trong video này thì mình đoán các bạn biết rồi. Nay chúng ta sẽ làm một bài review gọi là chi tiết nhất về cái con hàng mới gần đây. Và nói chung là nỗi độ hot của nó thì cũng gọi là khá là hot. Nhất là cá nhân của một thằng như mình đã đợi khoảng tầm 1 năm hơn 4 tháng gì đấy để mới được gọi là chạm tay vào cái con hàng ngày hôm nay mình làm review. Thế nên phải gọi thực sự là đã cái thời điểm đấy là thời điểm mà nó còn chưa ra mắt, cái nó chỉ có lách một số hình ảnh nhất định thôi chứ nó chưa có video. Thế nên là mình cũng đã thời điểm mình còn chưa mua bộ full gear ở DX đâu. Và về sau đấy thì mình mua DX sau nó vẫn chưa ra mắt cái bộ này. Thành ra mình lại phải đợi tiếp đến phiên bản mà về sau đấy mình mua luôn bản CM rồi thì nó vẫn chưa ra. Và đến tận bây giờ chúng ta mới có được con hàng này để review. Nên là mình sẽ cố gắng gọi là review cũng tốt nhất có thể về con hàng ngày hôm nay. Và ok, đến chỗ nào. Ok, và trước khi vào phần review thì mình sẽ dẫn rồi chúng ta phải nhắc đến nhà tài trợ ngày hôm nay. Và chính là bên Happy Hand Store đã hỗ trợ mình ngay con hàng ngày hôm nay để mình sẽ làm review. Và phải gọi thực sự là bên Happy thì mình tại sao mình không bao giờ đặt ở bên khác mà mình đặt ở bên Happy thì do đơn giản là thứ nhất chỗ họ gần. Và bằng cách nào đấy thì họ có cái họ đặt kiểu gì đấy rồi nguồn hàng họ về khá là nhanh về bên họ. Thế là mình đã có hàng sớm thì có thể qua trải nghiệm tay và lên review. Thế bạn thấy là trên YouTube thì mình gần như là cái thằng gọi là up video review, gọi là cập nhật nhanh nhất về gọi unbox về con hàng hôm nay. Còn review thì bây giờ mình mới có thể làm review sau khoảng tầm 2-3 ngày đấy mình gọi là bọc qua trải nghiệm. Thực tế mình cũng chả còn gọi bọc trải nghiệm lắm, mình chỉ bọc đúng vào sáng thôi là mình đã trải nghiệm xong rồi. Đây là thực ra tính năng mình sẽ gọi gặp sau về gọi là phần tính năng. Vậy thì về tổng quan về con hàng này thì mình xin nói thật đó là tính năng, tất cả các tính năng chức năng chơi của nó hoàn toàn là giống y với con hàng CDM V2 mà thằng Bandai tung ra. Nó cụ thể thôi, đơn giản thôi, nó ăn cắp nguyên cái phần code và mạch chương trình để nó in ra hình cái mạch điện mà. Vậy nên là tính năng nó gần như BEC nguyên. Mình sẽ chỉ gọi là demo qua thật nhanh và nói qua tổng quan thật nhanh các chức năng dành cho số bạn nào kiểu là chưa gọi là trải nghiệm qua hoặc chưa hình dung về các tính năng của con V2. Thì khi bạn mua về con hàng này bạn có thể gọi là hình dung mà cách tính năng nghe chơi nó luôn. Nhưng mà tuy nhiên thì vì đây là một con hàng gọi là review bootleg thế là mình phải nói thật rõ đó là tính năng mình chỉ nói về phần vụ thôi, còn về gọi trải nghiệm chơi cũng như là những điều bạn cần lưu ý khi bạn có sở hữu con hàng này thì mình nghĩ đấy là phần quan trọng nhất nên mình sẽ để cuối cùng mình làm. Còn giờ chúng ta sẽ nói qua những phần gọi là râu ria. Unbox vào trong sản phẩm thì bạn sẽ có đây là tất cả thứ bạn có. Nếu bỏ qua thứ gọi râu ria ra ấy và bạn kết hợp các thứ lại nhau thì bạn sẽ chỉ có tới 3 phụ phần chính. Mình sẽ không nói ví dụ như là side buckle hay là bell hook ở đằng sau nhé, hay là đây là gọi là cái main body buckle hay còn đây là cái bell nữa. Ok, nên giờ ta chỉ nói phần gọi là dạng gear của nó thôi. Về phần dạng gear thì chúng ta nói đến cái thứ gọi là bé nhỏ nhất của nó, nhưng mà nó là thứ gọi là khá là quan trọng về bộ gear hôm nay. Thì đầu nhất mà bạn sẽ có đó là cái file mission memory. Về cái phần file mission memory này thì nó hơi khác tí so với bản của Bandai. Đây là cái file mission memory thằng Bandai của mình thì thôi đừng để ý qua gọi là phần màu sắc thứ nữa do là mình chưa đem sơn lại. Thì bạn hết về phần gọi là tổng quan cũng như là về chi tiết thì phần này, cái phần màu xanh bên trong này thì nó được sơn nó hơi bị sai một tí. Còn về xung quanh và tổng quan thứ thì nó cũng không khác gì nhiều lắm. Mình nghĩ là thôi mình chỉ cần show bạn xem qua đây là đủ rồi. Cái thứ hai đặc biệt hơn một xíu thì nó sẽ là cái phần mà nó sẽ không có đổi tên và đó cũng là thứ tụi mình gắn cái file mission memory lên và cũng là nơi gọi là kết nối với cái file mission memory với cái file bell. Tôi biết tôi gọi file bell mấy ông hơi bị cấn mồm tí, tí đó sẽ giải thích vì sao tôi gọi vậy. File phone hơi bị gọi đặc biệt một xíu, đó là phần gọi là cái tên của nó. Thì bạn phải biết là đây, con này gọi file phone và khi nó gắn mission memory vào thì nó vẫn gọi là file phone thôi. Nó khác với các gear khác của một chỗ đó là các gear khác. Thì ví dụ như con này thì con này không gọi là file shot mà con này gọi là file camera. Còn con này thì gọi là file fly chứ không bao giờ gọi là file pointer. Nhưng khi nào nó gọi là file shot và file pointer thì khi nó được gắn cái file mission memory vào thì lúc đấy cái tính năng thực sự của nó là được kích hoạt lên. Thì con này mới được gọi là file shot, còn con này được gọi file motor. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là gear to nhất của cái bộ gear file. Thực ra không phải to nhất nhưng mà to nhất trong cái vali thì thôi sẽ gọi là to nhất đi. Thì đây sẽ chính là cái file bell. Lý do mình biết sẽ nhiều ông bị cấn rồi, mình nhớ có một số lần có thanh niên đấy trong cái video review của mình về con CM file
file phone file giver một ấy thứ ấy, thì có thiên nhiên vào chửi mình đó là cái này nó gọi là file driver nhưng không phải, đây phải gọi là file bell. Ngày xưa thì mình đã khá là băn khoăn ấy, đấy cái vụ đó là về vụ gear. Thực tế tất cả những cái trang bị của file bao gồm những cái auto margin nó đều gọi là gear, nó trong bộ gear của file, nhưng không phải gọi là phương tiện, là thực ra là gọi là phương tiện thì cũng được, nhưng mà thế là nó cũng trong một bộ gear của file. Và trong tất cả những cái thứ gọi là các gear ấy, nó sẽ đều có hai cái tên, và một đó là tên mà cái thiết bị đấy nó ngụy trang, tức là ví dụ như hôm nay mình kể rồi, đó là cái file shot ấy, thì đơn giản thôi, cái file camera thì đơn giản nó là dựa trên một cái máy ảnh thì nó gọi camera, nhưng mà khi lúc cắn cái visual memory vào thì nó sẽ hoạt động giống như cái tay đấm đấm thì gọi là file shot, đơn giản là thế. Và nên mình đã khá là băn khoăn từ hồi còn bé, hồi mình rất là bé luôn, thì mình đã tự hỏi đó là nếu cái thứ này được gọi là file driver ấy, thì sao khi gắn phone lên nó vẫn được gọi là file driver, nghe rất là ngược đời. Cho nên nếu như mà theo tên tiếng Anh chuẩn của nó ấy, thì mình hồi bé mình đang nghĩ là cái này phải gọi là file bell thì nghe hợp lý hơn. Nhưng mà tất nhiên thời điểm đấy là mình chưa có một cái chứng minh gì cả để gọi là xác định lập luận của mình. Vậy sau đấy mình mua bộ CM file gear thì mình mới gọi là đọc cuốn manual lên ấy. Thì cái thứ gear này nó không hề ghi mã sản phẩm như là những cái bộ gear khác, nhưng mình cho bạn xem đây là nó không ghi. Nhưng mà tuy nhiên trong cuốn manual thì nó có đề cập ghi rất rõ. Con này là SB 555 B. Chữ B thì chỉ có hai định nghĩa, đó là một là file, là cái chữ bell, và hai là buckle. Buckle chỉ ám chỉ những cái cục mà nó gắn trên cái dây ấy. Thì trong khi đây thì là nguyên cái thắt lưng, vậy nên nó phải gọi là bell, thì mình nghĩ là file bell là hợp lý rồi. Mình biết là mình đang gọi là dài dòng tận 7 phút để gọi là định nghĩa về bộ gear, nhưng mình thấy đó là phần lớn các YouTuber cũng như là các bạn ở Việt Nam thì rất nhiều bạn gọi là sai về cái bộ định nghĩa, nên là mình phải lên tiếng về bộ định nghĩa lại về gọi là set của gear này cho bạn biết. Cái này hoàn toàn là trong các kiểu ấn phẩm phim, hình như là mình thấy không ai gọi là đề cập tới, hoặc là không ai gọi là kiểu xác minh ấy. Nãy giờ mình định nghĩa rồi, khi mà cái phần một bộ gear đấy nó gắn cái phíp được kết nối cái visual memory thì nó sẽ kích hoạt được cái tính năng thực sự của nó, và nó sẽ dành tên thứ hai. Trong trường hợp này gọi là file bell này nó hơi đặc biệt một tí, là để lên file driver ấy thì nó không có bộ phận nào để được kết nối trực tiếp với cái file visual memory, mà nó phải kết nối thông qua cái phone. Vì thế là cái phone nó gọi khá đặc biệt, và khi bạn gắn cái phone này vào thì đây là lúc mà nó sẽ trở thành cái file driver. Cái kế tiếp làm sao để định nghĩa được nó là gear. Thực tế ra định nghĩa gear bao thực ra tất cả mọi thứ gọi trang bị của file hay là các rider khác nó sẽ đều gọi là gear. Và cơ bản chỗ là khi bạn gọi nó là một cái bộ gear, đó là khi bạn sẽ kết hợp từ hai cái gear trở lên. Điều này áp dụng trong hợp của cả Delta luôn, thì đấy khi nào mình review cái CM Delta thì mình sẽ nói sau. Còn về vụ của file ấy, thực tế không phải bạn cứ gắn hai cái phần, thực tế bạn chỉ cần gắn mỗi cái cục này thôi, bạn gắn một bộ gear, bạn gắn một cái gear nhất định thôi thì nó đã gọi là cái file gear rồi. Chẳng qua là bạn gắn thêm cái kia thì nó vẫn thế thôi, nhưng mà nó vẫn gọi là file gear. Và coi như mình cũng vừa vô test luôn tính năng gọi là thêm, là các bạn đang có bộ gear CDM của bằng Bandai thì bạn có gắn vào được cái này không, thì câu trả lời là vẫn gắn vào được thôi. Nó khá là dễ dàng, nhiều khi mình thấy nó hơi bị lỏng ấy. Thế là chẳng qua là mình vặn hơi bị sai một tí, nó hơi bị kẹp xíu, chứ còn không thì tháo ra cũng vẫn khá dễ dàng. Trước giờ tính năng thì giờ mình sẽ nói vụ là nguồn điện, nguồn pin. Thì bạn đã biết là với con hàng cái bootleg như thế này ấy, thì mấy con hàng khác mình cũng biết, nhưng với trường hợp của con Kaisa mình từng mua và con đến con file này mình cũng từng mua, thì nó đều có dùng, nó đều chung truyền thống, nó đào tặng kèm thêm một cái pin sẵn. Thì đây là cái loại pin sẵn mà bọn Trung Quốc nó cho chúng ta, có thể gọi là mình cũng chả biết hãng pin đấy đâu. Thật sự là nếu như bạn cái pin đấy ấy, mà bạn dùng cho những cái kiểu phone kiểu này thì ok không vấn đề đâu. Mình không biết vì sao nhưng mà cái phone ấy thì chạy nó tốn pin ít hơn à? Có thể vậy. Thực ra thì nó cũng tốn pin, nhưng trường hợp của con file này thì mình cũng khá bất ngờ, đó là con này vẫn chưa bị hết pin. Nhưng con này chắn rồi, con này bị yếu pin ngay đầu video unbox của mình cho bạn xem rồi. Cái tính năng gọi là kết nối sóng vô tuyến. Gọi sóng vô tuyến. Cái bộ này tôi không biết, người ta có ông bảo nó kết nối bằng anten, có ông thì bảo nó là kết nối bằng hồng ngoại. Cái này tôi không biết, nhưng tôi lên thẳng cái trang web của thằng Bandai và tôi dùng Google dịch thì nó bảo là cái này dùng sóng vô tuyến nó kết nối. Nên là tôi chỉ nói thế thôi. Nói chung có gì bạn tự trách thằng Bandai với thằng gọi là Google nhé. Còn tôi thì nói thế thôi. Thì cái bộ gọi là chạy sóng vô tuyến ấy, thì cái con hàng này nếu như bạn dùng cái pin sẵn mà bọn Trung Quốc cho ấy, con này chắc chắn là điều nó không thể nào nó tải được mà cái gọi là vụ kết nối sóng vô tuyến với nhau. Nên tôi khuyên bạn là nếu bạn chơi ấy, thì bạn nên chơi gọi là dòng pin sạc cái kiểu này. Thì tôi đang dùng là cái loại dùng là Pestone, cũng như là loại mà có cái milliampere to nhất hiện giờ đó là 1300. Về sau chẳng biết nó có to hay không, nhưng mà hiện tại đây là cái mức độ to nhất mà tôi có thể kiếm được, thì nó chỉ là 1300 thôi. Thì cũng cơ bản cũng khá là ok, bởi vì những cái thứ như kiểu như này ấy, cơ bản là pin, cục pin này nó vẫn còn pin, nhưng mà ấy, nếu nó pin nó yếu ấy, nó không đủ để chạy được các tính năng của nó. Vậy nên tôi khuyên bạn là nếu như bạn mà chơi những con hàng bootleg kiểu này mà nó còn đang dùng pin sạc ấy,
nó dùng chơi được gọi là những dòng pin AAA hay AA cái thứ ấy, nên dùng các pin sạc để khi mà nó hết pin một xíu là bạn phải sạc luôn, thì tôi thấy khá là ok. Và đây là điểm tôi thật sự rất là khuyên đối với bạn nào mà chơi những con hàng như kiểu này. Với tôi chỉ cần sạc pin phát cái là tôi đã gọi đầy pin rồi. Bây giờ ta đến phần gọi tính năng luôn. Rồi, và thực ra là gọi tính năng, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đến từ cái gọi là phone, gọi thiết bị, tất cả mọi thứ về dòng của file đều đến từ cái gọi là phone. Vậy nên là tôi sẽ bật luôn thì gọi là chế độ có thoại. Thực ra dưới chế độ gọi thoại và chế độ không có thoại thì thực ra là ở chế độ kiểu không có thoại và chế độ có thoại thì nó khác nhau ở chỗ đó là nó có thoại, một cái nó có và một cái nó không. Thế nên tôi sẽ demo luôn cái chế độ có thoại, còn những cái thứ gọi là không có thoại thì bạn cứ biết là mất cứ khi nào mà kia ông chính, đó chính là Inutakumi ông nói, thì lúc đấy là lúc mà bạn bật chế độ không có thoại thì nó sẽ không có thoại cũng đấy thôi, đơn giản thế. Và kích hoạt cái chế độ có thoại thì tôi vừa cho bạn xem rồi, nhấn nút trigger cò trước khi bạn bấm gạt cái phần nút kích hoạt lên là bạn đã bật được chế độ có thoại. Nếu mà bạn sẽ có nghe tiếng của chú hay là cái tôi chú nói. Các tính năng gọi là cơ bản nhất của cái con CM1 thì đó là điểm là một là nó có thể Henshin là các mã cơ bản nhất của nó trên này, và thứ hai là chế độ gọi là xe phát phương tiện như là auto engine hay là yes liger. Gọi là tính năng thứ ba cũng là khá là quan trọng, đó là chế độ có thoại. Điều mà thời ngày xưa gọi CM thì nó mới cập nhật thêm, đó là vụ gọi là có thoại. Thì hình như là cái vụ của bọn hình như là của CM của file, cái thiết bị đầu tiên nó có nhét thêm thoại hay sao ấy, và về sau đấy thì cái nào là cái mà chạy nhạc nền thì tôi không nhớ. À đúng rồi, hình như là cái CM DK driver hay DK driver thì bạn gọi nhé. Thì với tính năng gọi là của cái version 1 thì nó cũng chỉ đấy thôi, sang cái version 2 nó cập nhật thêm. Bây giờ tôi sẽ nói qua gọi là tính năng của con version 2 nó lại thôi. Còn bạn nào muốn nghe kỹ hơn thì bạn sẽ xem qua video review của tôi về con CM5 version 2, thì tôi tách ra làm video kiện driver và kiện gear để bạn thể có dễ theo dõi hơn. Còn giờ tôi chỉ gọi là nói tóm tắt thôi. Về xét gọi các mã cơ bản nhất trên này như là 5555 rồi 013 014 279 thứ thì tôi sẽ không đề cập nữa nhé, rồi nó quá là basic rồi. Và thực ra tôi đã test qua video unbox rồi nhé. Hai tính năng gọi là được nâng cấp thêm thì thử thấy là đến từ bàn đài là chính, thì chúng ta sẽ có là nhất là tính năng gọi các phương tiện và tính năng thứ hai là chế độ có thoại. Bây giờ tôi sẽ qua thì gọi chế độ phương tiện bằng việc là nhập mã của cái xe auto engine cơ bản nhất đã. Đơn giản là auto engine. Còn sang ở con version 1 thì đây nó sẽ có led các thứ đấy thôi. Ok, giờ thử 5821. Như bạn thấy là loa ở con version 1 với loa con version 2 nó hoàn toàn là nó khác nhau. Con version 1 thì rõ ràng rồi, loa là bé hơn, còn version 2 thì loa to hơn. Con bootleg này thì tôi khá ngạc nhiên khi mà loa có thể to ngang hoặc là ra gần bằng so với con version 2, điều khá ok. Rồi thì tính năng gọi là khá đặc biệt, bởi vì nó đây là sự khác biệt giữa con bootleg này với con version 2. Thì để kích hoạt đấy thì chúng ta sẽ vào gọi chế độ của xe Z-Slider, đó là 3821. Đây điểm khác biệt thì nhá, ở con version 2 thì nó sẽ có tính năng đó là bạn có thể chơi song song với các mã khác, ví dụ là mã của 013 hoặc 016 nói chung single mode và boss mode đấy. Ngoài ra thì bạn cũng có thể kích hoạt cái hệ thống tên lửa nó một cách bấm nút enter, điều này thì cả con bootleg và con version 2 đều làm được đấy. Nhưng mà mấy lúc là nó sự khác biệt ở ngoài đây. Đấy là lúc khi bạn bấm mã 013 để chế độ chuyển sang súng ấy. Nếu bạn thấy nó tắt hoàn toàn luôn, nó tắt ngay chế độ đấy. Cách thực tế là không chỉ việc là bạn bấm mỗi cái 013 bất kỳ gì đâu, mà tất cả các phím khác bao gồm cả phím như là BGM. Đấy, đây là phím, đây chính phím BGM, nó thường tiết kiệm luôn cho tôi đỡ phải nói về sau. Hay là phím của chế độ chuyển qua chế độ như là biến hình, hay bật chế độ warp và nó cái thứ đấy đấy, nó sẽ đều ngắt luôn cái chế độ của chiếc xe Jetliner này. Điều mà rõ ràng là phone của version 2 Bandai nó hoàn toàn làm được, thì còn bootleg này nó không làm được. Vậy tôi khá phải chấm thì sao. Rồi thì tôi vừa show bạn xem qua hai tính năng nút, thì ngoài việc là nhấc các phím bấm trên này thì tôi sẽ đề cập sau. Nhấc phím bấm như là nhập code mã thứ khá bình thường thôi. Ở nút phần dưới này thì đây là nút BGM tôi vừa cho bạn xem rồi đúng không? Đấy. Còn đây là nút dùng để bật các sound âm thanh của warp và knob, là chế độ dùng để biến thành off và knob là chính. Thì nó sẽ có tới 4 âm thanh, gọi là âm thanh gọi là biến hình, âm thanh hủy biến hình, âm thanh biến hình nữa và âm thanh hủy biến hình. Nói chung là nó có sự khác nhau một xíu, bạn nên check qua phần cuối manual. Ok, thì đấy là hai tính năng ở hai phần nút dưới này. Nút trên này là nút cancel như bình thường thôi. Còn về nút bấm này thì nó hơi đặc biệt một xíu, đó là giờ tôi sẽ nói về gọi chức năng có thoại của nó. Thì về gọi chức năng có thoại ngày xưa của bản version 1 thì nó là khi mà bạn muốn nhập câu mã của nó, ví dụ như tôi muốn nhập mã không Henshin thì nó sẽ nhập mã là 002. Nhưng với trường hợp của cái con này ấy, nó sẽ thay đổi ý phần câu mã. Đó là ngày xưa thì tại sao cái mã Henshin nó lại là 002 chứ không phải 001.
Thì đơn giản là vì trong tập 1 của phim chú Hanagato hay là nhân vật Inutakumi chưa bao giờ nói từ Henshin ở trong tập 1, mà phải đến tập 2 thì lúc này là nhân vật Marie đang gặp vấn đề về vụ đấy, thì chú ấy phải tự Henshin của mình. Thì đấy là lúc mà câu cửa miệng Henshin nó xuất hiện. Cũng chính vì điểm nhắc điểm gọi là tri ân này, đấy là con vơ 2, con vơ 1 là câu mã nó Henshin nó đặt ở 002 và áp dụng tất cả các trường hợp các mã khác. Ví dụ như là mã đọc câu thoại khá là hay ở tập số 10 ấy, hay là tập số 17 thì nó sẽ là 010 và 017. Trong trường hợp đấy thì với những cái câu mã mà nó những kiểu những tập khác mà nó không có câu thoại đặc biệt ấy, hay là ở tập 12, tập 13, tập 45 ấy, thì nó sẽ không có mã ở 012, 013, 014, 015, 016 đấy. Cái con vơ 2 này thì nó rút gọn hơn, nó nghĩa tức kiểu nó dồn nén câu thoại hơn đấy, rồi nó có update của số của lần này. Thì ngày xưa tôi nhớ là mà con vơ 1 là nó có tới 33 câu thoại thì con này lên tới 45 hay 46, hình như 44 câu thoại đấy, tầm tầm đấy. Tuy nhiên thì việc gọi là nhớ tất cả các mã vậy thì đơn giản thôi, nó sẽ giúp bạn nhớ dễ nhớ hơn với cái bộ mã của con vơ một ngày xưa. Tuy nhiên thì nó sẽ mất đi gọi tính năng gọi là tri ân đấy như tôi vừa nói. Và việc bạn cứ bập mã tới 44, 45 lần thì nó cũng hơi chết dầu một xíu. Trong trường hợp nếu bạn nào mà kiểu là mà không nhớ chính xác câu thoại của mình muốn đọc ấy, dùng ấy, thì nó rơi vào cái câu thoại nào nên là nó hơi phiền phức. Thế nên là bản cập nhật này nó đã cập nhật thêm vụ đọc là bấm nút câu thoại này. Ok, dừng lại. Đến đây là hủy các mã các thứ ấy, thì bạn có thể bấm nút này. Nó sẽ hủy luôn. Điều này sẽ giúp cho bạn kiểu là nếu bạn không muốn nhập mã từng cái câu một thì bạn từng nghe từng câu ấy, thì bạn có thể bấm nút câu thoại luôn. Bạn có thể nghe lần lượt lúc là 44 hay 45 câu thoại đấy mà bạn không cần phải kiểu nhập mã từng mã một. Việc nhập mã này giờ nó chỉ còn tác dụng đó là khi bạn muốn nghe đích danh ở câu số bao nhiêu đấy thì bạn sẽ nhập mã thôi. Ví dụ như là ok. Tôi nghĩ điểm này nâng cấp khá là hay và thực sự những cái món CM thường nó có điểm câu thoại, và để bấm các câu thoại bạn phải bấm một cái nút, và việc bấm nhiều cái nút này nó cảm giác khá là chán. Ví dụ như các câu thoại mà nó nằm ở số nó cầm cuối cuối ấy, thì chẳng nhẽ bạn bấm lên tận 40 mấy lần như đấy thì bạn mới nghe được câu thoại đấy thì nó khá là chết dở. Với trong hợp này thì tôi thấy khá là ok vì nó đã cải thiện, nó vừa dùng được các tính năng ở cùng ngày bản ngày xưa và cách nói chung là cách kích hoạt thoại của cái con vơ 2 này khá là hay. Và tính năng gọi cải tiến cuối cùng mà đó là khi bạn nhật giữ cái nút này. Ngày xưa thì việc là bấm nút kích cò này nó sẽ không có tác dụng hay kích hoạt bất cứ âm thanh cả. Ví dụ đây tôi đang làm này, đây nó không ra bất cứ âm thanh gì, bao gồm ở nhật giữ cũng không có. Nhưng sang con trường hợp con này thì nó sẽ được gọi là kích hoạt để bạn khi bạn bấm nút này, nó sẽ kiểu là giả vờ cái việc là khi bạn đang kích hoạt lại cái âm thanh của cái con khi bạn mở điện thoại ấy. Thế nó khá là lười, bởi vì rõ ràng là với thế của cái con CM Gaiam ấy thì nó đã có cái lẫy rồi. Đây là cái Loxit Gaiam thì mình thường nó sẽ có cái lẫy rất là bé xíu phần này ấy, để khi nó mở ấy thì nó sẽ bật cái phần lẫy, nó sẽ giữ phần lẫy đây, và khi bạn đóng cái phần mặt phê vào nó sẽ có âm thanh hủy hình của nó khá là hay. Và cái lẫy này thực tế đã có rồi và Bandai hoàn toàn áp dụng vào trong trường hợp của cái con này, nhưng mà Bandai không làm do là nó đang lột lại khuôn từ con V1. Đấy, quay trở lại với số ông nào hay hỏi tôi đó là vì sao cái vụ gọi bootleg dùng khuôn V1 thứ hai V2 thì tí nữa cập thêm. Còn cái trường hợp của con V2 này thực tế ra thì lẫy của nó hoàn toàn được cái phần khuôn nó phần lớn được lấy lại từ con V1 chính rồi. Thì chính cái vụ đấy nên là Bandai họ không thể nào tích hợp cái phần lẫy vào bên trong này, nó khá là phức tạp ấy. Bởi vì nếu bạn đang bạn vừa phải dùng cái bộ khuôn tái chế từ năm 2017 và bạn đang phải áp dụng công nghệ và bạn chạm cả đống mạch, đống tính năng sao thoại thứ ấy, và bạn lại phải tích hợp thêm những cái phần lẫy mới ấy, thì nó khá là kiểu là Bandai nó sợ bị lỗi ấy, nên Bandai không tích hợp. Và một phần nữa cũng là bọn nó cũng lười. Nên cái âm thanh khi mà bạn mở phone ra có âm thanh này thì nó đang phải làm cái này. Nếu bạn nào không quen tay như tôi chẳng hạn ấy, thì bạn sẽ khi bạn vừa mở phone này ra nó sẽ không được kiểu thực tế cho lắm và bạn cũng không, nói chung là không ăn lắm. Nếu như trong gặp bạn giữ thì nó sẽ có âm thanh kiểu rung chuông và bạn có thể bấm được nghe. Cái vụ nghe này thì tôi nhớ là có tới 8 câu thoại, nó sẽ random của Marie và của Kentaro lần lượt với nhau thôi, nên là cái vụ random này tôi không nói gì nhá, coi như tính năng của cái con này đã xong. Đến gọi là phần mob chế độ biến hình thì với gọi các bài BGM thì tôi không nhớ chính xác nó có bao nhiêu, khoảng tầm 12 bài BGM các thứ à. Còn phần nút bấm này thì chuyển các chế độ mob sẽ bạn sẽ có khoảng tầm 10 cái chế độ mob à 10 chế độ biến hình hay 11 chế độ biến hình hay sao ấy, thì hay là 12 đấy, tôi nhớ không lầm. Vậy nên gọi để cho đỡ gọi là dâu ria các thứ ấy thì tôi sẽ test thử qua gọi chế độ biến hình. Tôi nghĩ là tôi sẽ thử với chế độ biến hình lần đầu tiên ở tập 1 bằng cách là nhật giữ 4 lần. 1, 2, 3, 4. Ok, do ta thử biến hình. Tôi sẽ không làm mấy cái trò như kiểu biến hình như là giống bản đế cái thứ ấy nhá, cho đỡ mất thời gian. Ok. Led phần này bị lệch rồi. Thời này ngoài ra bạn thể bấm nút này để có âm thanh cạch cạch. Vùng này
Trường hợp nếu bạn không bật cái chế độ là có thoại ấy, thì khi bạn bấm nút này nó không có thoại nghe xin. Đấy, nó kiểu thế. Ok, thì nãy tôi vừa cho bạn xem rồi, khi tôi bấm vào ấy, thì nó lại không lên hiệu ứng đèn đúng. Do là con này thực tế là nó có một cái tính năng là nó tiết kiệm pin đấy. Bởi vì đơn giản nếu như nào nó cũng chạy cảm biến để nó kiểu là bắt sai thu sóng vô tuyến từ cái phone ấy, vậy nên là nó sẽ khá là phiền phức và nó khá tốn pin. Vậy nên là Bandai nó đã tích hợp tính năng đó là khoảng tầm bao nhiêu phút gì đấy thì nó sẽ động ngắt cái tính năng này để kích hoạt lại, thì bạn sẽ bấm nút G phần này để bạn kích hoạt lại cái tính năng đấy của nó cũng lấy bên trong sâu bên trong này đấy. Với trường hợp Woodlake thì nó cũng làm tương tự thôi, nên là tôi sẽ làm demo lại một lần nữa chế độ biến hình ở tập đầu tiên. Một, ai để chuyển qua mốt chế độ thì bạn cứ giữ lại thôi. Đủ 4 lần chưa nhở? Ok, thử nghe lại. Ok, thì đúng đấy. Để nhận giữ các chuyển, các chế độ, các thứ thì cũng này thôi. Còn nếu bạn nào muốn gọi là đặt cái setup BGM ấy, thì bạn cũng làm tương tự bằng cách là nhận giữ cái nút BGM này và nhận giữ. Ví dụ như tôi muốn bật bài Ego Eye Glazing Over ấy, thì tôi sẽ nhận giữ đến lần thứ 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, và nghe thử nhá. À, tất nhiên là để tránh bị chèo cái độ bản quyền nên tôi chỉ cho bạn xem qua xíu thôi. Ờ, mình lại nhập lại biến hình lần nữa. Nhấn điện vẫn thể Henshin bình thường nhá. Mặc dù tập đầu không có nói từ Henshin nhưng mà sao cũng được. Oh shit, nhầm rồi. À đấy, hiệu ứng nói chung là đèn nó sẽ nói chung bắt tín hiệu thôi. Điều này áp dụng thằng nào với con V2 liền thôi, tôi không bàn luận thêm nhá. Ok. À, tôi còn thêm cái này nữa. Nãy như tôi để xếp đến lần thứ 11 đấy sao ấy, thế nên nó lên thành cái bài bài file rồi chứ không còn bài ego nữa. Ok. Thì để khi exit chart thứ chúng ta sẽ có 4 5 chưa exit chart. Lần tiên nếu bạn không kích hoạt bất cứ gì bạn chỉ ấn enter thôi, nó sẽ có âm cơ bản. Đấy. Để nhận giữ chuyển qua chế độ exit chart thì bạn sẽ bấm nút 0 và nhận giữ. Ok. Ok, nhấn giữ hai lần nhá. Thì nó cách nó chuyển đổi sẽ kiểu thế. Bây giờ tôi sẽ qua về phần Excel form. Để chuyển qua chế độ Excel form, bạn sẽ bấm nút cái thăng ở dưới này. Thì ví dụ như đầu tiên, chúng ta sẽ thử bằng cái tháo cái file Mission Memory ra, hát cứng. Và thử cái thẻ Happy Brother xem nào nhá. Đấy, đèn nó sẽ sáng lên. Và Deformation. Tôi thấy nhiều ông hay hỏi tôi đó là vụ là con này có Excel form không, thì tôi sâu trả bạn xem rồi, nó có. Rồi để chuyển qua chế độ Excel form thì ta bấm nút thăng ở bên này và cái chọn thì áp dụng tương tự với tất cả các thứ khác, nhấn giữ rồi nghe đến từng lần tít tít của nó. 1, 2, thôi tôi nghe để thấy đủ rồi, nghe thử xem thay đổi âm thanh không nhá. Âm thanh nghe phải dài hơn mà hơi đổ tí xíu nhỉ. Ok, deformation nhá. Ok, đấy gọi là Excel form, tính năng tôi chỉ flex như thế thôi. Rồi và tất nhiên con hàng ngày nó sẽ có chế độ hủy biến hình. Nên tôi thử test qua luôn nhở. Ok. Để biến hình thử mà không có driver để tôi thử xem nhá. Qua chế độ plaster nhở. 6, 7. Và nếu để qua chưa có chế độ plaster mà có nhạc đèn của file, nói chung bài đấy thì có tên là file, nhưng mà khi mà nó sử dụng thì đa phần sử dụng cho file plaster là chính. Để có kích hoạt bài đấy bạn sẽ nháy đến lần thứ 11. 10, 11. Giờ khi bạn kích hoạt vào nó sẽ vừa lên plaster form luôn và nó sẽ có nhạc đèn của file. Tôi sẽ không bắn vào nhá, để tôi test luôn cái chế độ gọi là kết nối vô phóng tuyến nó. Đấy. Lấy đèn theo đúng cái chế độ của nó luôn. Cái này thì bắt trước hoàn toàn với con cắt được lắp. Suýt nữa video này đánh mặt quyền. Chế độ nút bấm này vẫn là chế độ có thoại như bình thường. Đấy là thế. Đấy. Đây là chế độ chiến đấu riêng của cái Automagine. Phía dài hạng dài trên này nó sẽ là các câu thoại chiến đấu của file. Đấy. Rồi đây là chế độ tiếp tiếp. Đây các âm thanh liên quan đến chế độ bắt đầu mô. Còn đây là vehicle mode, là chế độ của xe máy của nó ấy. Thì đây là các dài nút bấm 3, 3, 6, 5, 9 này, nó sẽ liên quan đến các âm thanh của chế độ vehicle mode. Đây là chế độ như kiểu là vặn tay ga đấy, như thế. Còn lại cuối này thì âm thanh tính năng của nó như là BGM nó vẫn không thay đổi.
Còn cái vụ như là vụ này đổi âm thanh XShock này, còn đây là vụ đổi sang form Excel thì tôi nãy nó đổi nên tôi không demo thêm nhá. Rồi là tháo ra nào, hủy biến hình. Giờ chúng ta sẽ gọi là đến phần chính chính về việc là so sánh về con hàng, chất lượng con hàng này. Thì đầu tiên khi bạn unbox con hàng ngày đầu tiên ấy, nó bạn sẽ có một cảm giác đó là hơi bị bụi bụi, do là bọn này thì tôi đoán là bọn này Trung Quốc này nó cũng chỉ dùng loại sơn ATM chính, mà sơn ATM thì nó có đặc điểm đó là nó sơn bụi, nó kiểu là có hàng sơn rất là bụi ấy, nên là khi bạn sơn qua lên ngoài mà bạn không phủ lớp gọi là bảo vệ, lớp clear ấy, lớp clear dùng để bảo vệ lớp sơn chính ấy, thì cảm giác sờ vào nó sẽ hơi bị bụi. Với trường hợp của con này thì tôi cũng cảm giác vậy, nó giống y xì với con hàng Kaisa từng review, nhưng do Kaisa thì trong video đấy tôi chưa quen nên tôi đề cập. Còn trường hợp của con này thì tôi quen rồi nên là cái trong video unbox tôi vô tình tôi không đề cập, do là kiểu tôi không nhận cảm nhận ra rõ ràng ấy. Về so sánh sự khác biệt giữa gọi các vơ thì tôi sẽ bắt đầu so sánh từ cái con vơ 1 của tôi có đi. Con vơ 2 tôi làm review rồi nhưng mà tôi không cập có nó để tôi có thể review, tạm thời bỏ qua cái dây bèo về. So sánh về kích thước size thì lần đầu tiên kiểu là ông bạn tôi ấy, thì ông đấy nó có hàng hoặc là tôi chẳng biết là ông đấy lấy hành ảnh đâu nữa, thậm chí cũng có thể lấy của ông, thì ông đấy bảo đó là con vơ 1 với con vơ 2 là con bootleg này nó có kiểu nó bị con bootleg nó to hơn ấy. Nhưng mà thực tế thì tôi sẽ show bạn xem qua đây. Thực tế hình ảnh ở đây chẳng qua là do nó chụp khác góc độ ấy. Đây là trong kiểu nó to ở đây, đây là to đấy đúng không? Nhưng thực tế khi bạn xếp vào ấy, nó ngang bằng nhau và tôi là thực sự là kích thước nó ngang hoàn toàn bằng nhau luôn. Đây bạn thấy từ đầu đến rồi nó giống nhau hoàn toàn. Có lệch kích thước hay là to hơn cái nào đâu. Bởi vì đơn giản là con bootleg này ấy, nó lột khuôn từ con vơ 1 chưa khỏi lột phôn con vừa 2 ra khá ràng rồi, do thời điểm mà cái con bootleg này được nhà hàng ảnh đầu tiên ấy thì thời đấy nó chỉ con vừa 1 thôi, thì bọn Trung Quốc nó chỉ có lột được cái khuôn của con vừa 1 là chính, thì làm sao nó lột được con vừa 2 đúng không? Thời đấy hoàn toàn nó chưa hay có con vừa 2 hay là thông tin về con vừa 2 đâu. Nhưng mà điều đấy thì tôi cũng khá hỏi chấm về việc là tại sao bọn này nó nhà hàng khá lâu rồi ấy, nhưng mà đó mãi mà không tung dây sản phẩm bootleg ra hay là hình ảnh hay sơ cứ lên ấy. Về sau tôi biết được là nó ra 3 tháng 3 đây sắp ra mắt con vơ 2 trên bọn Trung Quốc, bằng cái đấy nó nghe được thông tin ở đâu đấy, vậy nên nó ỉm luôn cái con hàng bootleg vơ 1 này, chúng ta không hề có con CM file bootleg vơ 1, chúng ta có hàng luôn vơ 2. Vì vậy đó là vì thằng Bandai bọn Trung Quốc ấy nó định đợi khi nào con vơ 2 nó ra mắt thì nó ăn cắp luôn phần mạch, ăn cắp phần tức là cái phần hệ thống chức năng mạch nguồn nó ấy. Còn vụ của khuôn ấy thì đơn giản thôi, nó lấy lột lại y nguyên từ cái con vơ 1 trước đấy. Tại sao không, đúng không? Nó làm xong vơ 1 rồi thì lách vào lại phải đi làm khuôn của con vơ 2. Nhưng mà nói thế thôi, thế là con vơ 2 con vơ 1 nó khác nhau, khuôn nó cũng khác nhau mấy đâu. Cụ thể thì khác nhau ở cái phần gọi là mặt trên này này. Mặt trên này thì vị trí bấm cái cước bạn thấy ấy, nó bị sai tỷ lệ so với bản đảo cũ trong phim. Bản đảo cũ trong phim ở cái kiểu mà to to để mà người ta đóng phim người ta biến hình xong rồi ấy, thì thực tế là cái tỷ lệ nút bấm ấy nó vẫn theo tỷ lệ nút bấm của con vơ con DX, không phải là nó bé bằng đâu nhá, hay là nó ngang to bằng hay to ngang bằng đâu, mà ý tôi đó là cái hình dáng của nút bấm đấy là bám theo tỷ lệ của con DX chứ không phải là nó bê y nguyên kích thước của DX vào trong cái con CM. Sang cái con CM vơ 2 nó đã cải tiến bằng cách là nó thay bằng cái phần pad ở trên này thì thực tế nó chỉ thay mỗi cái pad trên này thôi và thay cái phần hình dáng cái nút bấm để cho cái ngang kích thước thôi, chứ còn lại tất cả khuôn nó đều y xì nguyên từ con vơ 1 là chính, nó không thay đổi đâu. Tôi sẽ lấy con Bandai vơ 1 luôn và tôi lắp vào con bootleg để xem nó có cắn được không nhá. Đấy, cắn vào chất khá chắc chắn luôn đấy, nó thế nên là thế, bây giờ là nó cùng khuôn mà nên là tại sao không thể cắn vào được. Điều hơi buồn cười của cái con driver này ấy, thì thực tế ra là nó cũng nó không phải là nó là cùng khuôn hoàn toàn của cái con vơ 2 Bandai đâu, mà nó kiểu nó lột nửa nửa vời từ con vơ 1 sang. Thực tế ra cái khuôn này nó cũng là cái khuôn của con vơ 1 ở hồi bản bootleg đấy ấy. Bản bootleg mà đầu tiên bạn thấy ảnh mẫu của nó ấy, thì đây chính là cái khuôn đấy luôn, không phải là khuôn mới nó lột lại từ con vơ 2 từ đâu. Và lý do là sao tôi biết á, bởi vì đơn giản thôi, tôi đã cầm qua con vơ 2 rồi và tôi đã còn sở hữu con vơ 1 thì sao tôi không biết được. Không biết đấy, thì thực tế là con vơ 1 ấy nó sẽ bị một cái điểm rất lỗi dở hơi, đó là phần đường seam line phần này, nó để lộ ra rất là nhiều. Và thằng Bandai đã đề cập cái vụ này rồi, cái tổ đội làm xịn ẻm Bandai nó bảo là chúng tôi thấy chiếc này rất là xấu cho nên đến bản con vơ 2 là tôi đã lược bỏ đi. Thực tế ra đến con Delta là người ta đã bảo tôi vụ này rồi, nên là nó đã lược bỏ đi phần nó hạn chế nhất đường seam line. Với trường hợp của con với Form Fiber 2 ấy, thì nó ra sau Delta mà, nên nó cũng được hưởng đặc ghế vậy. Tôi cũng đã cầm qua con Delta 2 và tôi review rồi, nên là tôi đã nhận ra chi tiết đấy. Nhưng với trường hợp con bootleg này thì bạn thấy là cái phần đường seam line nó sống y xỉ nguyên, nó khác đeo deck ở đâu. Thứ gọi là khác ở đây nó chỉ khác ở cái phần cục holder thôi, thì bọn bootleg này nó làm mới cục holder này, chứ thực ra thì dần tất cả khuôn này đều là đến từ con vừa mùa là chính. Mà tôi sẽ nói lại cuối cùng, đó chính là về phần gọi là chỉ độ bền của nó. Thì với trường hợp của những con hàng như là file thứ thì tuy là một con hàng rất là hot,
nhưng nó lại bị một điểm khá là chết dở điểm này, đó là cái phần lẫy của nó. Điểm lẫy các chốt của nó thì nó lại khá là, nó không được bền lắm về mặt thời gian, đơn giản nó là chốt nhựa. Mà có chốt nhựa kiểu này thì nó không phải khớp lò xo hoàn toàn, mà nó một phần nó còn vừa là ma sát thứ nữa, nên là nó không được tốt lắm về gọi là độ bền thời gian của nó. Để thử qua luôn nhá, thì bạn biết là kia cắm vào đây là con bootleg này, cắm vào nó thấy nó khá mượt không, nó không hề có khớp hoàn toàn lắm, do là con này nó cũng khá là mòn khớp rồi. Tuy nhiên nó vẫn cứng cáp, nhưng chẳng qua là nó sẽ không còn cứng như lúc đầu tiên. Các bạn thấy rõ ràng con bootleg này, do con này đúc bằng nhựa mới nên là và khớp mới thứ đó nên nó còn khá là cứng, nó là đẹp, nó còn từng khớp nấc một này đấy. Nhưng rõ ràng là con này thì nó còn làm, nó còn nó kiểu là nó bị mòn khớp ấy, kiểu thế. Thực tế đây hoàn toàn là một điểm chung của cái dòng file, và đây cũng là điều mà tôi muốn nói thật sự ba, và cũng lời khuyên đó là bạn nào mà nên mua mấy con kiểu là CDM ở dòng file này, ví dụ là cái file hay là cái xe, thì nếu nhất bạn nên mua hàng new hoặc là mua hàng nó line new, nói chung là nó còn tốt hơn một xíu. Chứ nếu bạn mua với những con hàng CDM mà nó kiểu giá rẻ ở Việt Nam, nhất là những con hàng kiểu file này, thì thực tế đó là sự bạn nó rất là tẻ. Tôi phải trải nghiệm qua nhất là hai con file, không ngoài con file của tôi nhé, thì tôi còn trải nghiệm qua hai con file nữa, một của thằng bá tôi và một của ông mà tôi vô hình tìm được ở trên phép, tôi đi phép cùng ấy, thì tôi cũng dùng kẹp trải qua. Tôi thật sự cả ba con file, nó cái bản lề này nó hoàn toàn nó cũng như thế như cái của tôi vừa cho bạn xem ấy, nó còn tí khớp nhưng mà nó cũng bị khá là mòn, chứ nó không còn cứng cáp như nó có bút lệch ở đâu. Nên là tôi nói thật sự là với chất lượng, nhất là chất lượng nhựa của con bút lệch này, thì về lâu dài cái khớp chỗ này bạn chơi nhiều nó sẽ bị lờ bị lỏng là điều gần như chắc chắn hoàn toàn luôn. Nhưng mà cái thứ còn chết người hơn đó là cái bản lề của con file phone này. Sao tôi gọi đề cập vụ bản lề con file phone này á? Nói thật sự ra thì thực tế là cái vụ bản lề cũng như lỗi thiết kế ngu học nhất của cái con Firepole ấy, tôi đề cập từ hồi con vơ 1 rồi cơ, và lượt con vơ 2 tôi cũng đã đề cập qua tiếp luôn rồi cơ, và đến lượt trợ của con bootleg này là con video unbox tôi cũng đề cập nốt luôn rồi. Nhưng mà tôi thấy là nhiều ông hay không bỏ qua thông tin của tôi ấy, mà nhất đây thông tin khá quan trọng, trong khi đây là cái con hàng mà sẽ giúp bạn tiếp cận hơn. Ngày xưa thì để chơi dòng file kiểu thứ CDM kiểu đấy thì thực sự ra thì mấy ông nghèo như tôi hiểm đếch thì có tiền đúng không, nói chung cố đắm xôi mua được thôi. Cũng vì thế nên là rất ít reviewer họ đề cập qua cái thông tin về vụ bản lề của con này và khớp làm sao thiết kế được. Thằng bạn tôi thấy là nhiều khi nó có những thứ mà nó không biết, ví dụ bản lề thiết kế của con này nó hoàn toàn không biết luôn, và nó vẫn còn gây thơ vụ đó là ui tao có thể fix được cái bản lề này là đếch thì có chuyện đấy. Tôi thật sự với một người gọi là Fibu với tôi, tôi tuy rằng thực sự tôi rất muốn gọi tìm cách để gọi fix được con này, thực ra tôi tìm ra cách rồi, tí tôi đề cập cho vì sao nó khó. Thì giờ chúng ta phải đến gọi là phần gọi là cái cấu trúc của cái bản lề này. Vậy thì chính xác là cái bản lề nó được làm được kiểu chốt kiểu gì, và nó giữ được cái phần mặt này bằng cách nào, thì nó giữ kiểu gì ấy? Câu trả lời khá đơn giản thôi, bạn có thể thấy nhất là khi bạn nhìn qua cái con vơ 1 này, bạn thấy là cái phần bản lề đúng không, nó được sơn màu bạc, nhưng duy nhất cái phần vạch này thì nó không được sơn, mà màu xám này nó đến từ nhựa của nó. Với trường hợp con bootleg thì bạn khó nhìn ra hơn, do cái phần này thì bọn làm bootleg nó lừa ấy, nên nó đếch thành masking phần này, vậy nên là phần này nó màu bạc hoàn toàn. Nhưng mà lúc tôi mua về tôi phải nhận ra một điều, đó là rốt cuộc cái bản lề con này nó làm từ cái gì, bởi vì thực tế là không hề có cái bất cứ cái chốt nào ở phần vành này luôn, thế nó giữ cái phô kiểu gì nhở, khá phải chấm. Tôi tưởng ngày xưa nó kiểu cao siêu ấy, nó kiểu làm một cái phần bản lề giống kiểu là lò xo, kiểu là bọn lốc xít này. Thực tế là bản lề cái phone Ketoros mà tôi từng review bản CM ấy, nó cũng làm theo cái bản lề tương tự luôn. Nên tôi nghĩ là con CM file sẽ sử dụng bản lề tương tự kiểu xịn xịn như thế. Nhưng mà điếu, nó dùng bản lề nó cùi hơn cả cái bản lề tôi có thể tưởng tượng ra luôn. Biết là bản lề này nó lột từ bản phiên bản nào không? Nó lột từ phiên bản CS. Bạn cứ xem review của bản CM luôn. Cái phần vành của cái này ấy, nó thậm chí nó không phải màu sơn màu bạc hay dùng nhựa màu bạc này đâu. Cái bọn CSM này nó còn đang dùng cái màu nhựa là màu xám ấy, thì trông còn tinh tế một xíu. Bản CS nó dùng màu nhựa đen hay sao ấy, nên là nó còn lộ luôn. Tức là phần này nó ban đai nó vẫn không masking. Ok, thì vẫn để kiểu đọc bảo quản lộ sơn ấy. Nhưng phần này nó dùng miếng sơn màu đen, nên là nhìn phát còn nhận ra nguyên cái vạch của nó, màu đen của nó gì bên trong. Và tôi nhìn kiểu ôi trời ơi, ra mấy bố lấy lột khuôn, cái thiết kế khuôn từ con CS bản CS, rồi mấy ông làm ra khuôn CSM. Sang đến bản vơ 2 thì mấy ông vẫn lười, mấy ông cũng dùng luôn cái bản lề của con vơ 1 rồi thứ đấy làm lên bản vơ 2. Và vậy cho nên là tất nhiên rồi, với con bootleg kiểu này thì bạn hiểu rồi nào ấy. Thực tế bên trong này bạn thấy bên trong nó sẽ có một cái phần xấu rất là xíu. Bạn thấy là bạn thấy khe bên ngoài này đúng không, thì màu đen. Nhưng cái phần vạch bên trong này bạn thấy nó có xíu màu xám xám ấy. Thì đấy là cái phần chốt của nó, chốt ẩn bên trong ấy. Và cái chốt ẩn này tôi thề nó bé cái mức xíu cái đấy, mà nó còn tầm bao nhiêu mm, có khi nó còn chả đến 2 mm luôn ấy. Và ý tôi đó là một cái chấu nhựa khoảng tầm chưa đến 1-2 mm
và nó phải đỡ trọng lượng cho cả phần mặt này á. Cái phần mà nó chứa cả đống led, nó chứa cả loa, nó chứa cả mạch, nó chứa cả chi tiết die cast là cái phần mixing memory này á, và bị cả mảng nhựa to đùng này á. Và bạn và thằng bạn die bắt bọn một cái chấu nhựa khoảng tầm 2 chưa đến 2 mm bằng nhựa, nó phải đỡ cả trọng lượng cái này thì làm sao đỡ được. À, nó thẳng ra ấy, thì thực tế con này chỉ cứng cứng đầu thôi. Đây là ra bạn rồi. Ok đúng rồi, nó còn ok, nó còn lắc lư này. Ok đấy. Đấy, đây là tôi không hề cầm luôn. Đây tôi không kéo phần mặt dưới nhá, tôi cầm phần mặt trên này đấy. Nhưng mà sang con của tôi ấy thì cứ phải gọi là ối rồi ôi. Con này thấy chưa? Làm sao con này giữ được ấy là do tôi đang dùng cái phần fix tạm thời, là tôi dùng cái nặng miếng dính băng dính này, này thì nó còn giữ được, nhưng mà thực ra nó cũng chả giữ được mấy đâu, nó chỉ thế này thôi. Đấy, phải thấy chưa? Và bất cứ những cách fix mà bạn có thể nghĩ ra, thằng bạn tôi nó bảo tôi là ông hay dùng mấy cái fix trong bọn Gundam ấy làm ấy. Tôi thề ông, thầy các bạn luôn, là cái đấy không có tác dụng đâu. Bạn nghĩ là bạn sẽ làm kiểu gì? Bạn muốn tra xíu sơ móng tay vào trong cái phần bên hốc bên trong này á để được cứng cứng hơn á? Không, cái đấy nó chỉ gọi là trong trường hợp của khớp nó kín thôi. Còn trong hợp của cái này ấy, khớp của nó, cái phần vành chi tiết xoay này nó lộ hẳn ra ngoài này ấy, thì làm gì có cái gọi là sơ móng tay nào nó giữ được. Tôi thề tôi dùng rồi, nó bong hết tất cả luôn, thậm chí nó còn chóc cả phần lớp sơn phần này cơ, xấu cực kỳ. Vậy thì giải pháp kế tiếp nó sẽ là gì? À, kiểu móp hay là khớp gì khác không á? À, tôi đã đem cái vụ này, bản lề này và tôi đưa cho anh Tùng Linh anh sửa fix rồi. Thì anh đấy đã móp bằng cách là anh dùng một cục cục biên bi kim loại bên trong ấy, anh làm khớp thay thế. Và bạn biết rõ ràng rồi, bạn nhìn thấy không? Cái bản này nó mòn luôn thành cái đường rãnh này luôn, đó là đường rãnh của cái con bi ấy, vòng bi bạn thấy. Nên về cơ bản nó là thực ra khá đúng thôi, đầu chốt là bằng kim loại, còn phần vành thì nó là bằng nhựa, thì rõ ràng là kim loại nó chả ma sát với nhựa, từ đấy là cái phần nhựa sẽ bị bào mòn cái chắc rồi đúng không. Vậy nên là có hai cách giải quyết cho cái vụ bản lề này mà tôi có khuyên thật với bạn là một file bu của tôi. Thứ nhất đó là bạn, một là bạn sẽ phải đúc lại phát mới, tức là ý của tôi đó là bạn phải búc cái phần bản lề này, cái phần này bạn đúc một cái pad nhựa mới hoàn toàn, bởi vì lúc đấy nó bị mòn rồi. Tiếp theo bạn phải đúc thêm cả cái phần mảng trên này nữa, cái phần cục nhựa đấy nó phải một khớp lò xo, nó đi liền cùng với cái mảnh này hay sao, cái phần mảnh phô này, cho nên bạn phải đúc một cái pad nhựa mới. Nếu như mà thằng Baran nó tinh tế, nó tách pad ra thì ok ngon, còn nếu không thì mà nó dính liền cái phần mặt trên này ấy, bạn đúc lại nguyên phần mặt trên này để em đi sơn các thứ, nó rất là ham lìn. Thế nên tôi mới nói đó là để fix được cái bản lề này thì thực ra nó không cách nào để fix. Và có một cách gọi là đắt tiền hơn, nếu bạn nào bạn muốn thì bạn có thể là, một là bạn sẽ móp cái phần làm cái phần khớp bên trong này, nó làm bằng lọ, làm lò xo hơi phức ra, như nếu bạn móp cái phần đầu chốt này bằng kim loại, và cái phần vành này bạn cắt cái phần vành này ra và bạn đúc một cái phần vành mới cũng là một kim loại có phần hốc lỗ y xì kiểu này, thì kim loại cả kim loại thì nó sẽ bền tốt hơn, nói chung là nó sẽ khó bị mòn theo thời gian hơn, và nó sẽ được cứng cáp hơn là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà để móp cái cỡ đấy thì bạn phải quá là thừa tiền thì bạn đi làm cho đấy, còn tôi không có thể thời gian. Con này mà bị mòn thì chắc là tôi bán sớ đi mất, và tôi cho ai đấy thì cho tôi vứt vào trong kho là cùng, rồi tôi đi mua con mới. Với trường hợp của tôi sau khi tôi bán xong này xong thì tôi chỉ mua đi con mới về nhà trưng bày thôi, chứ tôi cũng chả chơi làm gì. Đây gọi là phần tổng kết đi, thì với gọi là con hàng ngày hôm nay thì tôi phải nói thật sự là với một là tuy tôi gọi là bias con này hơi bị nhiều, nhưng mà về gọi là giá tiền của nó, chúng ta đang bỏ số tiền rơi khoảng tầm 800, nếu khoảng tầm 850 đấy, tầm tầm đấy thôi. Tôi không nói bản linh loại do tôi không thích cái bản dây đấy, nó không được đẹp, nó khá nặng nề, nó khá là xấu, nó khá gọp hẹp và nó hoàn toàn không bị giống phim, nó không bị giống cái bản cũ phim. Bên tôi chê và tôi chỉ lấy giá gọi là giá của bản dây nhựa để tôi so sánh nhau thôi. Thì với gọi là mức giá của set kiện driver ấy, cái kiện chỉ nó chỉ set về y giống này thôi của bản Bandai, thì với vơ 2 đi, với vơ 1 thì tôi không nói nhá, do là nó hơi bị lệch hạng cân với nhau. Nhưng với gọi là tính năng cùng các so sánh tính năng, so sánh tiền những thứ ấy, thì với con vơ 2 rơi đoạn khoảng tầm là 3 à khoảng tầm 5 triệu đến 5 triệu rưỡi ra đoạn khoảng tầm đấy, rồi trong đấy sẽ gọi là kiện set driver. Còn với con này thì giá của nó chưa đến 1 triệu, rồi ra con này khoảng tầm 800 đến 800 rưỡi tùy nơi bạn order bạn mua. Mà đấy ý tôi nói là mua giá new ấy, còn tí nữa vì sao tôi nói để cặp này là bạn nên mua new, là tôi sẽ chỉ nói về vụ gọi là giá của nó thôi. Thì rõ ràng bạn thấy là với một con hàng với giá là rẻ nhất là 5 triệu, với một con của bạn hàng chưa đến 1 triệu, thì rõ ràng bạn có thể thấy là cái giá tiền nó chênh lệch rất là nhiều. Cũng chính thế mà mấy con hàng bootleg này nó rất dễ tiếp cận đến những bạn của sinh viên hoặc là những bạn học sinh không có điều kiện để trên kinh tế để chơi. Với gọi là một cái mức giá kiểu này thì tôi nghĩ khá ok.
Đây không phải giá để bạn chơi hàng CRM, nhưng đây là cái giá để bạn có thể gọi là có những cái trải nghiệm các tính năng chơi. Nó không phải trải nghiệm về gọi là mặt nhựa nhá, tôi không nói về gọi mặt nhựa. Về nếu bạn chơi hàng CRM ấy thì thực tế con file của tôi tuy rất tã đúng không, nhưng mà khi tôi cầm vào thì tôi thấy rất là đã, nó đã hơn cái con này, nó hơn con này vẫn còn nó bẹp mặc dù nó hàng new. Thì tôi không nói về gọi là trải nghiệm nhựa, phân biệt luôn rõ ràng, nhưng chúng ta gọi là trải nghiệm gọi là tính năng cách chơi ấy, thì rõ ràng rồi chúng ta đều đến CRM đó là về gọi tính năng cách chơi là chính, chứ còn trải nghiệm nhựa thì cũng không ai ngờ tới cho khi họ từ trải nghiệm qua. Thì ý tôi đó là với mức giá chỉ 1 triệu và bạn có một cái bản prop từ CRM, một thứ gọi rất là tiền, và bạn có thể trải nghiệm các tính năng chơi của nó, thì giá tiền đấy tôi cho là nó không quá đắt. Mặc tế ra thì lúc hàng order về phải gọi là nhiều ông chê, nhưng mà cũng lắm ông bỏ tiền, nó không bỏ tiền mua đúng không. Đám thằng bạn tôi phải gọi thề thằng nào cũng chả mua con file để chơi, sau đó nó inbox với tôi các kiểu về kiểu là ê sao con này của tôi bị lỗi, ê sao bản lề con này nó kiểu xước các thứ, bọn nó order bọn nó inbox tôi nhiều lắm và hỏi tôi các thứ. Còn cái vụ gọi là driver thì tôi không nói về con bubble nhé, nhưng con bubble tôi được khoảng tầm từ giá đoạn của nó khoảng tầm 3 triệu 3,5 triệu thôi. Cái đấy chỉ gọi kiện xét driver, còn full gear thì tôi không nói. Nhưng mà kể cả khi so sánh với bản V1 thì rằng con này nó vẫn rất là rẻ, nó còn chưa đến 1 triệu mà đúng không? Thì điều này tôi có thể gọi là chấp nhận cho qua được, ta để gọi là những điểm chê và điểm lỗi mà nó không làm được tốt lắm. Nhưng mà thực sự là với mức giá tiền như vậy, như là mức giá như vậy thì tôi không thể nào đòi hỏi hơn về gọi là nó phải chỉnh chua thứ. Bạn vẫn sẽ có một cái gọi là file phone khá là ok để chỉnh chua, để bạn phải ảo tưởng sức mạnh hoặc là trưng bày cũng khá ok. Còn vụ sơn lem thôi không nói nhá, cái vụ sơn lem đây, thậm chí đây là cái phần sơn lỗi, bạn thấy nó lỏ vách cái trường, nó còn sơn lạch cái này đấy, bạn thấy không đấy. Rồi phần này nó bị chảy sơn, tôi rõ ràng tôi không phải cào luôn nhưng mà nó vẫn bị chóc chảy khá là bực mình. Rồi rất nhiều cái như là sơn lem đây, sơn lem này, bạn thấy phần này không, nó sơn lem phần này, bạn thấy phần đen với phần trắng bạc này, đây là nó cũng sơn này, nó thiếu này. Cái phần dưới này đang phải sơn màu đỏ nhá, nhưng đây nó lại để màu đen kiểu là nó kiểu lười ấy. Đấy còn chỗ nào đâu, cái con này cái nhiều lắm, như là phần nhựa này, và thế bề mặt nhựa này nó cũng nó không được phẳng chu hoàn toàn, nó kiểu lồi lõm ấy. Đấy thậm chí đây là cái quái gì đấy. Còn vụ như phần này tôi không nói nhá, do là cái thiết kế của cái bản thân cái file phone ấy, thực tế phần này nó sơn mà đây là phần cặn nhiều nhất ấy, thì nó lại sơn rồi, thế là cái lỗi xước của này thì tôi không phải cập. Nhưng mà chỉ tôi cũng hơi tiếc đó là cái sơn con này nó kiểu cảm giác nó mỏng hay sao, hoặc là bọn Trung Quốc ấy nó không phủ lớp clear bảo vệ, cho nên là sơn con này nó bị xước khá là dễ, tức kiểu xước rắm ấy, nó rất là dễ luôn ấy. Tôi không nghĩ là cái bản full một lớp nhựa clear mỏng này nó lại cũng thể xước dễ này đâu, thế cũng khá là tiếc. Trường hợp này thì tôi cũng 3 chấm luôn, nó kiểu nó xước khi tôi chạm vào tay nó đã xước rồi. Bên đây là tuy là nó thực ra còn nhiều cái, nhiều phần dây cũng bèo thứ ấy, thì nó cũng bị xước răm cái thứ ấy nhưng mà thôi tôi không đề cập thêm nữa, do là tôi đã đề cập trong vụ unbox rồi. Video thì tuy thực sự rất là dài rồi, và nói thật sự tôi chẳng muốn edit cái video dài quằng quằng này đâu, nhưng sẽ vào một chi tiết nữa mà tôi đề cập, đó là tại sao tôi lại không đề cập khi mà tôi nói vụ giá ấy, thì sao tôi so sánh hàng giá hàng new chứ tôi không so sánh hàng second hand. Khi các bạn so sánh giá second hand ấy, thì thậm chí giá có thể tụt xuống 700, nó có thể xuống 600, điên vãi trưởng ra. Có thằng đi pass cái con Kai'Sa với giá mức giá tầm đấy, thì bạn đủ hiểu là vì sao đấy đúng không? Thì bọn dòng file nó có bị nhược điểm khá là rất ở đây, đó là dù nó dùng bản lề vì nó điện thoại mà, thì bản điện thoại phải có bản lề, ngày xưa điện thoại chính là thế. Thì với chính trường hợp của các bọn này, bọn bootleg ấy nó dùng nhựa, thiết kế của phone của Bandai nó đã không bền rồi, do là nó, nhưng chẳng qua nó tốt ở chỗ đó là chất lượng nhựa Bandai dùng thì nó khá là tốt, và nên là nó bền được trong thời gian là khá ok. Nhưng trường hợp có những bootleg của này thì chất lượng nhựa nó dùng khá là dở, và nên bản lề nó không hề bền xíu nào luôn. Có hai thằng bạn của tôi thì nó phải inbox tôi ngay về vụ đó là bản lề, sao bản lề của nó bị lỗi. Với thằng bạn của tôi cũng tên tôi luôn ấy, thì lúc khi nó mở điện thoại của nó ra ấy, là chỉ là nó còn không dựng cái này đâu, nó trượt thẳng luôn thế này đấy, nó không được như này đâu. Và tôi hỏi nó là mày mở cái phone này được bao lần ấy, thì nó bảo là tao unbox ra nó bị thế rồi. Một đứa bạn khác của tôi nữa, nó cũng bị trường hợp tương tự với bộ bản lề. Nên là bản lề này hỏi khá là hên xui. Nhưng bạn hỏi tôi đó là cái bản lề này nó bị kẹt có kẹt như kiểu hàng Bandai không, thì câu trả lời không bị nhé, nó không bị, chẳng qua nó lỏng thôi. Nhiều khi tôi muốn nó bị thì nó còn cứng, còn đây nó không bị thì sao nó còn không được cứng, nó lỏng vãi. Tôi chắc phải hên xin lấy lần thứ 20, từ là tôi đã bắt đầu thấy dấu hiệu lỏng rồi, thì đấy là có lẽ do tôi hàng toàn may. Và tôi hên xin con này tác khoảng tầm 30 lần thì tôi cũng không dám hên xin lần nữa đâu, do là con hàng này thì tôi phải pass cho cậu em, nên tôi muốn là gọi là bảo quản tình trạng gọi là đẹp nhất có thể cho con hàng ngày hôm nay. Vậy nên là nó còn khá ok.
Và lời khuyên bạn nào mà đi mua mấy quả hàng kiểu bootleg kiểu này thì tôi khuyên thực sự là bạn nên mua hàng new, chứ bạn đừng nên mua hàng second hand, vì thực sự không biết là mấy ông hàng Bandai nó mấy ông ở Việt Nam, mấy ông Trung Quốc ấy, mấy ông vọc nó mức nó tã cái này. Bà thấy không? Đấy, con bootleg, con file thằng bạn tôi, con file của ông tôi gặp ở trên phép ấy, con nào con đấy đều cũng bị tình trạng cái bản lề kiểu này vì bị vọc quá nhiều lần. Đấy là tay tôi thì nó có bị như này đây, bà thấy không? Làm đi cách nào fix được. Thế nên là khi bạn mua hàng mà thật sự bạn kiểu cố đấm xô ấy, mà bạn muốn mua hàng second hand ấy, thì tôi khuyên đó là khi bạn mua ấy thì bạn nên bảo với thằng chủ đơn hàng cái thứ ấy, đó là mày lắp cho tao cái mission memory vào, rồi mày dựng cái này cho tao, nó mà bị chơi xuống này thì thôi bỏ, đừng có mua làm gì. Và nhất định nhá, đừng bảo nó cầm kiểu này nhá nhá, bởi vì nó có thể kiểu tay một tay khác nó đè vào phần bản đề này thì nó sẽ giữ cho cái phone không rơi xuống. Cho nên là khi bạn cầm ấy, bảo nó cầm theo kiểu này, cầm phần mặt trên này mà giờ lắc xuống rồi đấy, thì tôi cầm này đấy, nó giữ luôn đấy. Đấy, tôi còn gắn cái Mission Memory vào đây nhá. Ok, thế gọi là tất cả gọi là chia sẻ trải nghiệm và những thứ bạn cần nên biết khi bạn quyết định sở hữu con hàng này, hoặc là bạn xem xong video của tôi bạn và bạn không muốn sở hữu nữa. Ok, thì trong hợp nếu bạn mua bạn của muốn mua ấy, thì nó khuyên thật sự nên mua new, chứ đừng mua hàng bootleg thực sự luôn. Sau vụ này tôi thề luôn, tôi không bao giờ mua hàng bootleg đâu, tôi mua hàng new luôn. Kiểu kể khi mà thằng nào đấy bán tôi gọi là giá cực kỳ rẻ ấy, tôi không bao giờ mua mấy con này, tôi chỉ mua hàng new thôi. Nếu bạn nào muốn mua hàng new thì cho tôi, bạn nên hiện qua bên Happy End Store. Một chút lời cảm ơn thì đó là bên Happy End Store, và tôi cảm ơn đó là bên Happy đã ship ngay qua hàng sớm ngày hôm nay để tôi thể kịp làm video review, và ông đã có và video unbox thứ để bạn xem qua. Link Facebook các thứ tôi nói rồi, tôi sẽ để phần mô tả để bạn xem qua và order. Thì nó nói là hàng Happy order hàng nhanh nhanh cho nên là cũng khá uy tín. Vụ lỗi thì như tôi nói rồi, thực ra là mấy thằng bạn tôi ấy nó cũng có đứa order từ bên shop này, còn có đứa thì cũng order của chúng tôi, cũng order từ bên Happy, nhưng mà cái của thằng đấy thì nó bị lỏng bản lề, của tôi nó không bị. Thế tôi nói rồi, cái gọi là vụ hên xui này khá là hên xui. Có bạn nào hỏi tôi đó là con này độ bền có tốt không, thì câu trả lời đó là nó bootleg mà nó rất may rủi, nó thường là bạc đen thì nó hỏng nhanh sớm thôi. Còn với trường hợp của tôi thì tôi chưa có kiểu test quá lâu ấy, thì tôi không biết được con của tôi có bị không. Thực tế tại nó quay con cái sao tôi pass cho ông bạn tôi thì nó tạch rồi, nhưng thực ra là ông đấy nó tạch là do ông đấy mở ra quá nhiều lần mà ông tác động một mạch như sao, thì vô tình tác động mạch thì con đấy bị chết mẹ mạch. Thì đấy tôi nói rồi, với hợp con bootleg này tôi khuyên thật sự đó là hạn chế bóc phần phát này ra bằng custom. Nói thật sự là năm thằng bạn của tôi bây giờ ra nó lên thành 6-7 thằng bạn rồi, thì thề là thằng nào ấy mua về đều cũng đều bóc con cái xa ra vào nó kiểu thì kiểu bọn nó custom cái thứ ấy, nó bọn nào nó chọc quái cái gì ấy. Tôi phải bắt cho ông bạn tôi nên tôi không bóc con cái xa đấy ra, tôi test lên nó còn khá ok. Nhưng mấy thằng bạn khác thì thằng này làm mất lò xo, thằng này làm mất phát, thằng này làm trách là chết mạch, thằng này thì này nó kia làm nó còn làm lỏng bản lề nó cơ. Thế tôi khuyên thật sự bạn nào mà mua hàng kiểu bán bootleg của này thì thôi đừng có mà cố gắng xôi bị xôi COD rồi đi fix này nữa, nó không đáng đâu thực sự. Ok, video tôi nghĩ là khá là dài rồi, xin chào và hẹn bạn trong video. Còn giờ tôi phải đi edit cái video dài tận 53 phút ở đây, chết thật.